10 loại nhện nguy hiểm nhất trên thế giới. Điều quan trọng là bạn biết rằng có hơn 45.700 loài nhện được tìm thấy bởi các nhà khoa học trên toàn cầu, và trong số đó có những loài nguy hiểm nhất có thể gây ra mối đe dọa cho con người. Nhện được đánh số thứ 7 trong tổng số các loài đa dạng thuộc tất cả các trình tự của sinh vật. Nghiên cứu cho thấy về nỗi lo của nhện có thể ảnh hưởng đến khoảng 7% dân số thế giới, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số 45.700 loài là có mối đe dọa thực sự đối với con người. Có những loài động vật có nọc độc nguy hiểm nhất, nhưng không phải là tất cả đều là loài nhện. 10. Nhện Hobo, còn được gọi là Tegenaria arrestis. Nhện Hobo có trong danh sách này vì tính hung hăng và những câu chuyện của nó, không ngần ngại khi tấn công có cơ hội cắn. Tuy nhiên, không có thực tế xác nhận số lượng mối nguy hiểm mà loài nhện này gây ra cho con người, nhưng các nghiên cứu cho thấy nó có thể gây ra các vết cắn nghiêm trọng đối với động vật thí nghiệm. Nhện Hobo có thể được tìm thấy trong nhà, nông trại và các cửa hàng. Chúng chủ yếu tập trung ở các nước châu Âu. 9. Nhện Camel. Nhện Camel là loại nhện đáng sợ nhất trên thế giới, có thể gây ra những vết cắn nghiêm trọng khi nó tấn công. Loài lớn nhất của loài này là Sompugit khổng lồ Ai Cập, có chiều dài lên đến 6 inch. Các tên khác của loài nhện này là White Scorpion, Sun Spider và Flea from the Sun. Nhện Camel nằm trong danh sách 10 loài nhện nguy hiểm nhất vì nó trông rất đáng sợ và nó có khả năng chạy nhanh ở tốc độ rất cao, qua đó nó có thể gây ra nọc độc rất mạnh. Loài nhện này được tìm thấy trên sa mạc thế giới. 8. Nhện Yellow Sac. Nhện Yellow Sac, còn gọi là Chiracanthium, có trong danh sách vì hiệu quả sau khi cắn gây ra những dấu hiệu đỏ và sưng phù vùng bị ảnh hưởng. Nó rất nhỏ và vô hại trong tự nhiên, nhưng nó có cú cắn khó chịu khi có cơ hội đến. Loài nhện này có màu vàng lục nhạt và chủ yếu được tìm thấy ở các vùng của Canada và Úc. Các chuyên gia cho rằng đó là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất mà mọi người nên tránh xa. 7. Fringed Ornamental Tarantula. Fringed Ornamental Tarantula là một con nhện lông lớn được coi là một loài nhện nguy hiểm nổi tiếng từ rất lâu. Tên gọi này bắt nguồn từ một điệu nhảy Tây Ban Nha miêu tả cách mọi người nhảy quanh khi bị loài nhện này cắn người. Fringed Ornamental Tarantula nằm trong danh sách này bởi vì vết cắn của nó có thể tồi tệ hơn so với một con ong. Khi loài nhện này cắn, nạn nhân có thể sẽ chết trong một phòng cấp cứu vì những cơn đau đớn nghiêm trọng mà người đó có thể bị ảnh hưởng. 6. Nhện chuột Mouse Spider. Nhện chuột, còn gọi là Missulena, là một con nhện Úc nguy hiểm cho con người và có thể gây ra những vết thương nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy có 12 loài nhện chuột ở Úc và tất cả đều có thể rất nguy hiểm khi chúng cắn. Tuy nhiên, loại nhện này không có nọc độc. 5. Nhện Six-eyed Sand. Nhện Six-eyed Sand là kẻ giết người, đã có những xác nhận nguy hiểm cho con người và con mồi của nó. Loài nhện này có cách săn mồi rất tuyệt vời. Nó săn mồi bằng cách chôn mình trong cát và chờ đợi con mồi. Các nghiên cứu cho thấy nọc độc của loài nhện này là một loại nhện mạnh nhất và nó có thể gây ra mạch máu bị rò rỉ và phá hủy xác thịt. 4. Nhện lưng đỏ Redback Black Widow. Loài nhện này được các chuyên gia coi là nhện mang tính biểu tượng nhất trên thế giới vì chúng có thể dễ dàng nhận biết được bằng màu đỏ và màu đen cũng như các dấu hiệu đáng kinh ngạc. Điều quan trọng nhận biết rằng nhện Redback và Black Widow đều thuộc cùng một gia đình nhưng lại được đánh giá là chất độc nhất giữa loài. Nhện này được đưa nó vào danh sách này vì nó gây ra độc tố chết người và các triệu chứng đau, buồn nôn, chuột rút bụng, đổ mồ hôi, vân vân khi bị cắn. 3. Nhện Brown Recluse, Chilean Recluse. Loài nhện này có nọc độc và được tìm thấy trong những vùng đất trũng ẩm hơn trên khắp thế giới. Chúng có thể gây ra một số mối đe dọa cho con người vì những vết cắn khó chịu và hậu quả sau khi bị cắn. Các khu vực mà nhện này cắn bị ảnh hưởng với những vết thương sâu. Tuy nhiên, một điều thú vị về nhện Brown Recluse là chúng khá nhút nhát bất kể chúng gặp nguy hiểm như thế nào. 2. Nhện ở Sydney, Sydney Funnel Web. Nhện Sydney, còn được gọi là Atrax robustus, là một trong số 10 con nhện nguy hiểm nhất trên trái đất này và được coi là một con bọ cánh cứng thực sự giữa các loài spider trên thế giới. Nọc độc của nó có thể giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh. Chúng có những chiếc răng nanh nguy hiểm và hơn hẳn các loài nhện khác. Nhưng từ năm 1981, không có tin xấu nào về cái chết khi đã có thuốc chữa nọc độc của loài nhện này. Một số ảnh hưởng của vết cắn chẳng hạn như mô não sưng, nôn mửa liên tục, mất ý thức và đánh chống ngực, vân vân. 1. Nhện lang thang Brazil, Brazilian Wandering Spider, Phoneutria. Nhện lang thang Brazil, còn được gọi là Phoneutria, là một con nhện rất nguy hiểm nhưng không phải là tất cả. Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, nó được xem là loài nhện nguy hiểm nhất và độc nhất trên hành tinh này. Loài nhện này có khả năng tiêm các chất độc mạnh vào trong máu và có nọc độc và gấp 20 lần chết người so với loài nhện Redback, vị trí số 4. Vết cắn của nhện lang thang Brazil có thể gây ra một số mối đe dọa về sức khỏe bao gồm như khó thở, mất kiểm soát cơ, liệt hô hấp. Thực tế loài nhện này đặc biệt nguy hiểm đối với con người và chúng có thể được tìm thấy trong vườn, quần áo, xe hơi, giày ủng, chuối và một số nơi trú ẩn khác nữa. Danh sách này có thể sẽ được thay đổi vì vẫn có các loài nhện khác mà các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu vẫn chưa khám phá. Đây là 10 loại nhện nguy hiểm nhất thế giới. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.